ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Đến với đạo Phật do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 27 tháng 8 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay toàn thành phố Hồ Chí Minh, các bạn đại diện tổ chức thi giáo lý cấp quận huyện để tìm ra các nhân tố có điểm thi cao, đạt mức giỏi, chuẩn bị cho kỳ thi cấp thành phố trong vòng mấy mươi ngày tới. Phong trào tu học Phật pháp trong mấy năm trở lại đây tại Sài Gòn đã có phần khởi sắc, vì đó là một trong những cửa ngõ giúp cho người học Phật đến với đạo Phật có phương pháp hơn. Hiểu biết đạo Phật là một trong những nghệ thuật để giúp cho chúng ta sử dụng được những giá trị đạo đức và tâm linh của đạo Phật, phục vụ vào đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình như là những giải pháp rất cần thiết. Hôm nay chúng ta sẽ có dịp học hai bài kinh 41 và 42 mang tựa đề là Salayaka và Veranchaka, nói về con đường đến với đạo Phật. Khi đề cập đến đến với đạo Phật, chúng ta nói đến một tiến trình mà trong đó người hành trình đi tìm kiếm những giá trị tâm linh mới trong đạo Phật. Dĩ nhiên họ đã từng có một quá trình sống với các giá trị tâm linh của các tôn giáo khác. Cái gì đã làm cho họ không thỏa mãn những giá trị vốn có trong truyền thống của họ, để dẫn đến một thái độ dứt khoát vẫy chào với những giá trị đó để tìm kiếm những giá trị tâm linh mới? Cho đó là nhận thức về bản chất giá trị đóng góp của tôn giáo dẫn đến sự quyết định đổi đạo, tìm kiếm cho mình những giá trị cao hơn, lớn hơn. Chính vì thế mà sự tu học Phật pháp á, sẽ là một trong những cách thức để giữ chúng ta với những giá trị chánh pháp lâu dài hơn, bền bỉ hơn, như là kiềng ba chân không có gì có thể làm lay động mình được. Chúng tôi thường ưu tư, như bao nhiêu chư tôn đức khác đã từng ưu tư, rằng dân số Phật tử tại Việt Nam theo thống kê chính thức thì khoảng hơn 50%, theo thống kê dân gian á, thì khoảng từ 80-85%. Ấy thế mà sinh hoạt tu học, số lượng quý Phật tử đến chùa để tham dự thì chẳng bao nhiêu với số lượng đó. Các trường lớp Phật học mở ra cho người Phật tử tại gia học là hoàn toàn miễn phí, số lượng vẫn không nhiều. Đặc biệt cái nhu cầu học Phật pháp á, ở người Phật tử đó, trong một giai đoạn mà đời sống kinh tế quá khốn khó, làm cho con người đặt nặng đến những giá trị vật chất nhiều hơn là tìm kiếm tâm linh. Âu đó cũng là một trong những điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Trong hai bài kinh này, Đức Phật nói cùng một nội dung, sự trùng lập nội dung đó có thể lên đến 98%. Nếu như bài kinh thứ 41 đó, Đức Phật giảng tại xóm Sa La cho dân Cô Sa La, thì ở bài kinh 42 Đức Phật giảng tại thành Xá Vệ cho dân Veranja. Nội dung của bản kinh này được tái lập lại ở một số bản kinh đây đó của kinh Trung Bộ, Trường Bộ, nói chung là các kinh Tạng Nikaya, phản ánh chúng ta về một thực trạng trong thời đại của Đức Phật đối với những người tìm kiếm giá trị tâm linh thật, quan trọng đến đời sống vật chất của cái danh vọng tiền tài, mặc dầu họ đã từng có những thứ đó hoặc chưa từng có những thứ đó, đã từng thưởng thức hay là chưa từng nếm mùi qua. Con đường tìm kiếm những giá trị tâm linh mới đó là một nhu cầu tôn giáo. Nhu cầu đó có mặt với bất kỳ những ai thấy được rằng là giá trị của đời sống đạo đức và tinh thần sẽ có thể mang lại hạnh phúc thực. Còn những giá trị về đời sống vật dục
chỉ là những nhu cầu để thỏa mãn các khoái lạc thuộc về giác quan, vốn không phải là hạnh phúc. Nó chỉ là một phần thường bị nhận dạng một cách sai lầm với hạnh phúc thôi. Thế giới của người Ấn Độ là thế giới tầm cầu tâm linh, xem nhẹ về những giá trị thế gian. Sinh ra và lớn lên trong bối cảnh văn hóa như vậy, con người có khuynh hướng tìm cầu những giá trị tâm linh thực. Để cho nhu cầu tôn giáo đó đạt được ở mức độ cao nhất đó, thì đòi hỏi người tìm kiếm những giá trị tâm linh này đó cần phải khởi đi bằng con đường nhận thức, khác hoàn toàn với con đường của tín ngưỡng. Tín ngưỡng dựa trên thần tượng. Thần tượng không đòi hỏi đến sự phán đoán nhận xét, chỉ buộc con người tin, không hề đặt bất cứ một vấn đề gì, cho nên thường dẫn đến sự sai lầm cho vấn đề thần tượng một cá nhân. Mà trên thực tế, giá trị tâm linh của cá nhân được thần tượng đó chưa chắc đã đáp ứng được nhu cầu chúng ta mong đợi. Hiện tượng đổi đạo thường diễn ra khắp nơi trên thế giới xưa cũng như nay. Tín đồ của tôn giáo A từ bỏ gốc rễ tôn giáo của mình để đi tìm kiếm những giá trị tôn giáo mới đó, phản ánh nhu cầu tâm linh cao hơn. Khi đến với một tôn giáo nào mà không đạt được giá trị đó thì người ta được quyền đi tìm kiếm những giá trị khác. Trong bối cảnh đa quyền tôn giáo, đa quyền chính trị trong thời hiện đại này, thì việc làm thế nào để tạo ra những cửa ngõ cho những người tìm kiếm giá trị tâm linh của Phật giáo có thể tiếp xúc với cái nguồn giá trị đó một cách dễ dàng hơn là một thách đố rất lớn cho tất cả những nhà hoằng pháp trong thời hiện đại. Chúng ta thử tưởng tượng rằng tôn giáo là một thị trường. Mỗi một tôn giáo như vậy cung ứng cho thị trường rất nhiều loại sản phẩm tín ngưỡng và tâm linh. Dĩ nhiên có những sản phẩm rất ấn tượng, thu hút về phương diện hình thức, được sự hỗ trợ của rất nhiều chủ nghĩa quảng cáo, bơm phồng giá trị thật của nó từ 1 lên thành 10, 10 thành 100. Và dĩ nhiên cũng có rất nhiều sản phẩm tâm linh nhìn nó vẻ rất là quê kệt về phương diện hình thức, không có trao chuốt tạo ra những ấn tượng cho khách hàng khi nhìn vào có thể thấy được những giá trị thật của nó. Vào trong siêu thị tôn giáo trong thời hiện đại đó, các sản phẩm tôn giáo và tâm linh sẽ làm cho khách hàng tín đồ trở nên choáng váng, không biết chọn cái gì mang về nhà cho có giá trị. Nền kinh tế thị trường đã tạo ra phong trào toàn cầu hóa về phương diện kinh tế đặt trên giá trị lợi nhuận. Vì vậy đó nó mở ra một phương trời mới cho toàn cầu hóa về tôn giáo. Các tôn giáo như là những công ty xí nghiệp lớn tạo ra những sản phẩm. Do đó các nhà hoằng pháp thời hiện đại phải trang bị cho mình rất nhiều kỹ năng để có thể làm cho các khách hàng tôn giáo đó nhìn thấy được giá trị từ hình thức cho đến nội dung. Mà bản chất nội dung của Phật giáo thì đã vượt trội hơn các tôn giáo khác rồi. Nhìn nhận và đánh giá vấn đề một cách khách quan, chúng ta có thể nói như vậy mà Phật vẫn không bị rơi vào tình trạng là mèo khen mèo dài đuôi. Điều đó đã được các nhà khoa học xác quyết, các nhà nghiên cứu, các nhà xã hội học, các nhà triết học, các nhà tâm lý học, các nhà nghiên cứu về giá trị tôn giáo cho cuộc đời. Xác quyết như vậy không phải để cho ta hãnh diện tự hào về một gia tài tâm linh quý mình có mà không chăm sóc, rồi cuối cùng biến nó trở thành như là những món hàng đồ cổ nằm ở trong viện bảo tàng. Thì thử hỏi có biết bao, có số lượng bao nhiêu người có thể hiểu được giá trị đó để thưởng thức nó. Hay là người ta cứ nghĩ rằng cái gì thuộc về đồ cổ đó sẽ không còn giá trị cho hiện đại, mà muốn có đó thì phải trả bằng cái giá rất đắt. Thách đố lớn này buộc chúng ta phải tìm kiếm những cách thức thể hiện đạo pháp làm thế nào để gần gũi với cuộc sống hơn. Cách đây 2 tuần chúng tôi đi tham dự hội thảo tại Tích Lan về chủ đề đường hướng Phật giáo cho một thế giới tốt đẹp hơn. Hội thảo này đã quy tụ các nhà nghiên cứu Phật học và các nhà lãnh tụ Phật giáo từ 22 quốc gia
thảo luận một cách chuyên sâu về bốn trọng tâm mà các nhà giáo dục Phật giáo cần phải quan tâm. Trong đó nó vấn đề ấn tượng nhất đó là hòa hợp liên tôn giáo. Chúng tôi tham dự trong nhóm thảo luận chuyên đề này và đóng góp một số ý kiến căn bản để có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm về đối thoại liên tôn ở trong các bối cảnh văn hóa khác nhau, đặc biệt ở trên nền tảng của đất nước Việt Nam trước năm 75 và sau năm 75. Trong lúc trình bày và chia sẻ, chúng tôi đã nêu ra một sự kiện rằng lịch sử phát triển của Thiên Chúa giáo trong bối cảnh toàn cầu hóa đó đã thay thế khái niệm ngôn từ để dẫn đến sự chấp nhận về nội dung. Sự thay thế đó liên hệ đến hai khái niệm đổi đạo và khái niệm đối thoại liên tôn. Phong trào đổi đạo đã tạo ra một làn sóng phản ứng rất là mãnh liệt ở các quốc gia nơi mà gốc rễ văn hóa truyền thống của họ khác hoàn toàn với gốc rễ văn hóa của Thiên Chúa giáo. Và cái thức đó đã gợi lên một quá trình lịch sử gắn liền với vó dài xâm lược thực dân của các quốc gia lớn và hùng mạnh trong thời kỳ cổ đại và trung đại và thậm chí cận hiện đại. Cho nên các khái niệm đó đã được thay thế bằng khái niệm đối thoại liên tôn. Nhu cầu về sự tìm hiểu với những nguyên tắc đối thoại tôn trọng những điểm gì của các tôn giáo là nhằm xác quyết rằng là học thuyết của Thiên Chúa giáo rất tôn trọng các tôn giáo khác và không hề có những nỗ lực đổi đạo người khác. Kể từ cộng đồng Vatican II ra đời và đặc biệt là với những nỗ lực của cố giáo hoàng John Paul đệ nhị, nhu cầu đối thoại liên tôn đã gây ra một phong trào thần học mới, làm cho những nền văn hóa dị Việt với Kitô giáo có thể chấp nhận tôn giáo này một cách dễ dàng hơn. Điểm thứ hai chúng tôi đã chia sẻ đó là phương pháp đổi đạo tạo ra một phong trào thay thế là đối thoại liên tôn đó đã có một hiệu ứng tâm lý khá rõ rệt ở những nước châu Á. Nếu chúng ta làm một so sánh nhỏ, những nước có truyền thống Phật giáo như là Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, Thái Lan, Tích Lan, Ấn Độ, v.v. thì thấy là số lượng tín đồ của Thiên Chúa giáo gia tăng và số lượng của Phật giáo ngày càng giảm. Trong khi đó, ở phương Tây thì người ta bỏ Thiên Chúa giáo đến với Đạo Phật bằng tự giác và bằng những nghiên cứu khoa học. Điểm thứ ba đó là chúng ta thử đặt ra tại sao một thế giới phương Tây giàu về vật chất, giàu nổi tiếng về khoa học kỹ thuật hiện đại, số lượng người theo các tôn giáo hữu thần lệ rơi rớt từ từ và thờ bán và đã trở thành những ngôi chùa mới. Trong khi đó tại châu Á thì số lượng đó lại có khuynh hướng phát triển ngược lại, là bởi vì phần lớn dân chúng châu Á với đời sống kinh tế khó khăn hơn tìm kiếm những giá trị mà mình chưa có. Trong khi đó gia tài tâm linh như là những hạt kim cương quý của mình đó, đôi lúc mình không quan trọng, bởi vì cái bao tử trống không biểu tình mình với những nỗi khổ niềm đau, với những sự thách đố, với những sự bức xúc, cho nên người ta đôi lúc đó, bỏ quên đi giá trị cao để nhặt lấy những viên sỏi, viên đá và cho rằng nó là cái mang lại hạnh phúc cho mình. Chỉ vì họ đã nhìn viên kim cương tâm linh của Phật giáo trở thành một vật trưng bày trong viện bảo tàng thôi. Khi đề cập đến hiện tượng đó, chúng ta không thể nào bỏ qua sự kiện Thiên Chúa giáo và các tôn giáo hữu thần khác thu nạp tín đồ bằng ba cách thức khác nhau. Thứ nhất đó, là tìm kiếm sự hỗ trợ kinh tế cho những người đang gặp những hoàn cảnh khó khăn, chẳng hạn như là làn sóng di dân của châu Á qua con đường vượt biên và thuyền nhân đó, đến các nước phương Tây như là một mảnh đất hứa mới đó, thì các tổ chức Thiên Chúa giáo đã tham gia vào một cách tích cực, hứa hẹn công ăn việc làm và tạo điều kiện cho định cư sớm hơn, đã làm cho rất nhiều người Phật tử trở thành Thiên Chúa giáo. Vì phần lớn những người đó không hiểu được giá trị cao và thấp giữa hai tôn giáo này. Con đường thứ hai đã làm cho rất nhiều người bỏ đạo là sự ép buộc bằng hình phạt.
nó từng diễn ra khắp nơi bằng cách là gây sức ép và tạo ra sự cô lập, phân biệt đối xử về phương diện xã hội, làm cho rất nhiều người nếu giữ truyền thống đạo lý của mình thì không có cơ hội để thăng hoa tiến chức. Và bên cạnh đó tạo điều kiện cho những người đi theo đạo có được cơ ngơi sự nghiệp, cho nên đã làm cho rất nhiều người phải trả một cái giá rất đắt để duy trì con đường tâm linh gốc của mình. Và trên một con đường dài đằng đẵng như vậy, nhiều người đã bỏ cuộc nửa chừng. Bây giờ vẫn biết là lý tưởng Phật giáo cao hơn, con đường tâm linh của Phật giáo sâu sắc hơn, nhưng họ đã phải đánh đổi bởi vì chén của mình nào. Thứ ba đó là những phương pháp khuyến dụ, inducement, với những lời hứa hảo quyền rằng là sau khi chết con người sẽ được Chúa rước về thiên đường, và từ đó là sống những người tình nguyện góp một bàn tay về việc giới thiệu con đường tăng ước đã mở rộng biên cương và bờ cõi khắp nơi, và nhất là ở những nước nghèo, cái nhu cầu về đời sống kinh tế vật chất nó cao quá, cho nên nghe nói đến những khái niệm về thiên đường thiên quốc ai cũng mê, mê chết mê mệt. Và từ đó chúng ta thấy là cái phong trào tịnh độ tông của Phật giáo cũng phát triển mạnh ở châu Á, là cũng có liên hệ ít nhiều đến những lý do rằng là ở cõi ta bà này, trong xã hội này khổ đau nhiều quá, cho nên một thế giới với nhiều nỗi niềm hạnh phúc lâu dài cao đến tột đỉnh đã trở thành niềm mơ thật của rất nhiều người trong chúng ta. Nhưng vấn đề nếu chúng ta đặt nó trong bối cảnh của hai bài kinh vừa nêu đó, thì tình thế hoàn toàn khác. Bản kinh mô tả rằng là rất nhiều vị bà la môn xuất thân từ thành phần trí thức, thành phần thương gia, sĩ công nông, và thậm chí những thành phần nô lệ đã không cảm thấy thỏa mãn với những giá trị tinh thần tâm linh mà họ đã truyền thừa, mang tính cách cha truyền con nói từ bà la môn giáo, cho nên họ muốn tìm kiếm những giá trị mới hơn, hay hơn, có giá trị thật hơn. Con đường tìm kiếm giá trị tâm linh như vậy đã trải qua bằng sự phán đoán của nhận thức, khởi đi bằng những thông tin được truyền và phổ biến ở trong dân gian. Thứ nhất, liên hệ đến bản chất siêu nhân của Đức Phật, rằng Sa Môn Cù Đàm thuộc dòng họ Thế Tơ Thích Ca là một bậc Thế Tôn, bậc A-La-Hán, bậc giác ngộ, bậc tuệ giác đầy, bậc khéo vượt qua, bậc hiểu thế giới, bậc điều phục đời, bậc vĩ đại nhất, bậc thầy trời người. Tức là dùng 10 danh hiệu cao quý nhất để mô tả về các đức tính tuệ giác, từ bi, tình thương và giá trị dấn thân phục vụ xã hội và cuộc đời của Như Lai Thế Tôn. Khi nghe có một đấng siêu nhân về tâm linh như vậy, ai lại không muốn quy ngưỡng và hướng về? Thứ hai, các thông tin sau đây đã bắt đầu phổ biến và lan rộng ở nhiều thôn xóm Bà La Môn giáo, rằng Như Lai Thế Tôn là một bậc tuệ giác về thế giới. Bản kinh nói như thế này: bằng tuệ giác lớn, Đức Phật đã nhận chân được cái thế giới này, thế giới của chư thiên, thế giới của ma quỷ, thế giới của phạm thiên, thế giới của sa môn, thế giới của bà la môn, nói chung là thế giới của con người và muôn loài. Tiêu chí của những người Ấn Độ giáo xác quyết rằng một nhà tâm linh đó cần phải có những đức tính cao quý, và bên cạnh đó cái tuệ giác đó chính là trục xoay, chính là thước đo, và tuệ giác đó phải gắn liền với sự hiểu biết về bản chất của cuộc đời, của con người, của mọi loài, của các cảnh giới, của sự sống, của hạnh phúc, của khổ đau, của những đường hướng. Nếu một nhà tâm linh nào đó mà thiếu đi khả năng tuệ giác này thì đó chỉ là một nhà tâm linh giả thôi. Tiêu chuẩn thứ hai đối với họ, Như Lai Thế Tôn đã đạt được. Thứ ba, như một quy luật kéo theo là các nhà tuệ giác, các nhà tâm linh lớn đó, có mặt trên cuộc đời này là có một mục đích mà truyền thống Bà La Môn giáo thường gọi như là những thiên sứ, tức là nhận những thông điệp của Đức Chúa Trời, của Đấng Phạm Thiên, hay là thay mặt Chúa Trời Phạm Thiên mang lại hạnh phúc cho con người thông qua những sự thần bí, mặc khải, niềm tin, tín ngưỡng, v.v. Họ nghe đồn đãi như vậy theo một cách thức khác hơn,
Đó là giá trị từ bi quá độ của Đức Phật. Bằng một lời sát quý như thế này là sau khi chứng ngộ đó, Đức Phật đã quảng bá những điều chứng ngộ của mình cho mọi người. Nói một cái khác là một bậc tuệ giác và tâm linh phải là một nhà vô ngã và vị tha, với chất liệu của lòng từ bi lớn, chia sẻ những gì mình đã đạt được. Truyền thống Bà La Môn giáo khác với các tôn giáo nhất thần khác ở chỗ đó là họ chủ trương là có một sự đồng nhất và quay về của các tiểu ngã, mà bản thân mọi chúng sinh là một, hiệp nhất với đấng Phạm Thiên là đấng Chúa Trời. Cho khi đó các tôn giáo hữu thần còn lại chủ trương rằng là sự nỗ lực làm thiện lánh ác lớn của con người có thể mang lại một kết quả cao nhất, đó là trở về quỳ bên Đức Chúa hưởng nhân của Ngài là hết rồi. Không có sự hiệp thông, cũng không có sự hợp nhất, cũng không có sự quay về, mà chỉ là hưởng một phần cái ân đức. Ở đây họ đã thấy tinh thần đó khác hoàn toàn trong đạo Phật, rằng Như Lai Thế Tôn đã tuyên bố truyền bá con đường tuệ giác tâm linh Ngài đã đạt được, và khẳng định với tất cả mọi người rằng Ngài chỉ là người chỉ đường đó, một bác sĩ cho toa thuốc, một con người chỉ điểm và ra hướng đi và dẫn dắt một cách rất là tận tụy, có phương pháp cho tất cả đồ đệ của Ngài đạt được những giá trị như Ngài đã đạt được. Lời tuyên truyền đó làm cho họ cảm thấy đây phải là một nhân vật đặc biệt lắm mà họ chưa từng thấy ở trong truyền thống của Bà La Môn giáo. Thứ tư đó, lòng từ bi quá độ đó phải có phương pháp luận. Phương pháp luận đó gắn liền với giá trị bản chất nội dung của chánh pháp. Hai cái này không tách rời nhau. Nếu giá trị của Kinh Thánh được Đức Phật giảng dạy đó không có khả năng chuyển hóa cuộc đời và con người, thì dầu cho sự truyền bá có phương pháp gì nữa vẫn không làm cho nỗi khổ niềm đau của con người được tháo gỡ khỏi mặt đất tăng. Cho nên họ đã nghe một lời đồn đại thứ tư, đó là những gì Đức Phật giảng dạy đó có được cái chất liệu và đặc tính là toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa, toàn thiện ở đoạn kết thúc, đầy đủ văn và nghĩa. Chưa từng thấy một nhân vật tâm linh Bà La Môn nào đã được ca ngợi bằng những từ rất đơn giản và sâu sắc vô cùng. Có những tôn giáo với những lời hứa hảo đó, chúng ta thấy là toàn thiện ở đoạn đầu, vì đến với đạo là có gạo mà ăn nè, có công ăn việc làm nè, có gia tài sự nghiệp nè, có thăng quan tiến chức nè, các truyền thống triết học, các ý thức hệ chính trị ở trên cuộc đời này luôn luôn có cái phần toàn thiện ở đoạn đầu, nhưng chưa hẳn trong số đó đã có cái phần toàn thiện ở đoạn kế tiếp theo. Nhiều người bỏ đạo ở phương Tây vì họ phải đóng thuế hai phần, và phần thuế do nhà nước quy định và phần thuế do giáo hội các tôn giáo đó quy định, họ sợ quá trốn luôn. Cái đó là không toàn thiện ở đoạn giữa. Cái phần nhận được sự viện trợ để cho họ theo đạo chỉ là cái phần được các nhà tôn giáo học và các nhà nghiên cứu triết học và tôn giáo xác quyết đó là sự dụ dỗ thôi, đặt người ta trong một tình huống không có sự lựa chọn, vì cái ân nghĩa tình người đó khi tiếp nhận từ sự giúp đỡ của người khác làm cho mình cảm thấy rằng mình cần phải có lòng biết ơn và đền ơn, cho nên đi theo tôn giáo đó là một kết quả tất yếu. Nó là một cách đặt con người trong một cái thế không còn sự lựa chọn nào khác, cho nên nó không được khuyến khích về phương diện luật pháp trong thời hiện đại này ở rất nhiều quốc gia khác nhau. Toàn thiện ở đoạn cuối cùng là cái giá trị quyết định con đường đến với đạo Phật lâu dài hơn. Và nếu chúng ta gắn liền nó với những cái giá trị hiện thực đó, chúng ta thấy rằng là con đường toàn thiện ở đoạn đầu, tức là cái giai đoạn bước đầu chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta được an lạc khoảng chừng 10%, vì cái năng lực chuyển hóa và khả năng thực tập của chúng ta còn quá ít, còn quá sơ cơ. Nhưng mà khi chúng ta đi được vài năm áp dụng đúng rồi đó, chúng ta thấy là cái đoạn giữa cuộc đời của mình nó sẽ được thăng hoa nhiều hơn, gấp 2, gấp 3, gấp 5, gấp 10 lần. Và khi chúng ta đi vài chục năm trên con đường tâm linh này đó, thì sự toàn thể về nhân cách, về phẩm chất, về đạo đức, về sự dấn thân, về tinh thần vô ngã, về thái độ khoan hồng, hỷ xả, bao dung, vân vân, nhiều đức tính tốt khác nữa đó, được trưởng thành rất lớn ở con người chúng ta. Nó phải được diễn ra theo một cấp số cộng rồi cấp số nhân, tăng dần điều, lớn dần điều,
Còn nếu như ai đó phát hiện rằng là trong con người của mình á, lúc đầu mới đến đạo Phật thì thấy phấn chấn, phát tâm mãnh liệt, từ từ thì cảm thấy bị bão hòa, rồi cuối cùng cảm thấy chán ngán quá, là biết rằng là chúng ta đi lệch hướng rồi. Là vì chúng ta rơi vào chủ nghĩa thần tượng cá nhân, thần tượng một ngôi chùa, chứ chúng ta không đến bằng tính cách thấy được giá trị của chánh pháp, giá trị của những con đường chuyển hóa. Khi chúng ta đến với đạo Phật bằng nhận thức tự giác như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ nản chí thất vọng. Khi thì muốn đi chùa, lúc thì muốn giả từ, khi thì muốn gặp quý thầy, lúc thì muốn trốn. Cái đó không có. Nguyên tắc đạo đức luôn là Phật dạy chúng ta là y pháp và y nhân, tức là lấy giáo pháp làm thầy, lấy chân lý làm thầy, lấy đạo đức làm thầy, lấy hạnh phúc làm thầy. Còn con người truyền đạt con đường đạt đến những giá trị vừa nêu đó chỉ là một phương tiện đó. Không có người thầy A, chúng ta có thể nương vào thầy B. Không có ngôi chùa A, chúng ta có thể đến ngôi chùa B. Tinh thần khoáng đạt khoan dung này chúng ta khó có thể tìm thấy ở bất kỳ một tôn giáo nào khác ngoài đạo Phật. Rất nhiều vị Bà La Môn sau khi nghe những lời đồn đãi truyền miệng như vậy về Đức Phật của chúng ta đã quyết định đi rất nhiều dặm xa xôi bằng chân để đến gặp Ngài. Nhiều người đã tâm niệm như thế này, có lẽ phúc của chúng ta đã đến rồi để gặp một con người toàn thiện như vậy, những giá trị lời dạy dẫn của Ngài cao siêu như vậy. Tuy nhiên chúng ta vẫn không loại trừ khả năng là phản lẫn lộn trước con đường tâm linh mới. Rất nhiều người đã từng bị sa bẫy bởi những sản phẩm tâm linh có giá trị về phương diện hình thức với những hấp dẫn, nhưng hoàn toàn không có giá trị dưỡng chất về phương diện nội dung. Cho nên khi nghe đến những giá trị tâm linh mới, họ cũng khoái, cũng thích, nhưng mà ngán lắm, rụt rè, dè dặt, quan sát, thử thôi. Nghe người ta đến mình cũng đến theo xem có phải đó là những giá trị thật hay chỉ đơn thuần là những lời đồn đại. Họ lũ lượt với nhau đi thành hàng lớp, lớp người người như vậy đến gặp Như Lai Thế Tôn. Cái phản ứng lẫn lộn đó được thể hiện qua cái cách cung cách giao tới của họ đối với Ngài. Có người đến xã giao bằng những lời lẽ rất là tận tâm, cung kính, rồi ngồi xuống một bên. Có người đến thì tự xưng danh tánh, thân phận xã hội, vị trí của cuộc đời của mình, rồi ngồi xuống để lắng nghe. Có người tới nín thinh nín thích, không nói một câu, cũng không thèm nhìn, cũng không thèm dòm, lặng lẽ bẽn lẽ ngồi một góc nào đó để không có ai quan tâm, và nhất là Đức Phật đừng dòm ngó đến mình, nghe thử coi ra sao đã. Có người đến đảnh lễ liền và mong rằng Ngài hãy tuyên bố những gì mà Ngài tâm đắc nhất để có thể giúp cho họ được an vui và hạnh phúc. Dĩ nhiên là thường các bài pháp của Như Lai Thế Tôn đó được có mặt trên những yêu cầu, và những người có mặt á sẽ được cái quyền ưu tiên đặt những câu hỏi, và Như Lai Thế Tôn sẽ giải đáp những câu hỏi đó. Thuyết pháp ứng cơ là một nghệ thuật truyền thông có thể giúp cho con người quay đầu hướng thiện dễ dàng lắm. Phần lớn ngày hôm đó người ta đã nêu ra một số câu hỏi mà nội dung của nó đó liên hệ đến là con đường của nghiệp dẫn đến hai thế giới hạnh phúc và khổ đau, thiện và bất thiện, tạo ra sự khác biệt về giá trị đạo đức, vai trò vị trí xã hội giữa những con người với nhau. Hay nói cách khác, đó là con đường của nghiệp báo và luân hồi. Cho nên những câu hỏi ngày hôm đó đã trở thành trọng tâm của cuộc pháp thoại mà Như Lai Thế Tôn đã cống hiến cho những người hoàn toàn khác tôn giáo với Ngài. Ở đây Như Lai Thế Tôn không hề quảng cáo chi về giáo pháp của Ngài cả. Ngài cũng không hề quảng cáo chi về con người của Ngài cả. Ngài cũng không hề quảng cáo những giá trị lệ lạc những người đệ tử của Ngài đến với Ngài đạt được sau quá trình thực tập và có chuyển hóa. Ngài đi sâu vào bản chất những câu hỏi để làm giảm bớt đi cái phản ứng lẫn lộn, vừa tôn kính, vừa hoài nghi, vừa dè dặt, vừa rất là bộc trực đối với Ngài và những gì được đồn đãi về giáo pháp của Ngài. Dĩ nhiên chúng ta thấy cái câu hỏi đó đã đặt đến những khái niệm mà trong đạo Bà La Môn đã đề cập rất nhiều, các đạo sư Bà La Môn giáo đã giảng dạy rất nhiều.
rằng là do nhân duyên gì một số hữu tình sau khi qua đời sanh vào cõi dữ, làm rồi động vật chịu cảnh đọa đày. Trong khi đó một số khác là sanh về cõi lành hay là thiên giới, hoặc là được tái sanh trong thế giới của loài người. Chúng tôi đã dùng những ngôn ngữ dễ hiểu như vậy trong bản nguyên tác đó. Của kinh điển thì các khái niệm này đã được sử dụng như là cõi dữ, ác thú, đọa xứ và địa ngục, để chỉ cho những cảnh giới tái sanh không như ý. Ác thú đó, tức là các loài động vật, gia súc nói chung. Còn đọa xứ về địa ngục đó, chúng tôi dùng lại bằng một từ, đó là chịu cảnh đọa đày, là thế giới đọa đày. Đọa xứ là một cái khuynh hướng đời sống ngày càng đọa lạc, trụy lạc. Cái giá trị đạo đức của mình ngày càng xuống dốc, hay là đời sống vật chất rồi tinh thần, mọi thứ trong cuộc đời của mình đó, ngày càng chìm xuống, ngày càng giảm đi, ngày càng mất ảnh hưởng do khuynh hướng đời sống bị sai lệch, hay là đi trên một con đường không đúng phương pháp, cho nên dẫn đến những tác dụng phụ hay là kết quả không như ý. Còn địa ngục của chúng tôi dùng chung là từ đọa đày, tu đày thôi. Ở đây vì họ là những người Bà La Môn giáo, cho nên họ dùng những khái niệm, những dữ liệu của nền văn hóa tôn giáo này, cho rằng là có một thế giới ở dưới lòng đất. Thế giới đó là thế giới của cõi âm, nhằm trừng phạt đọa đày những kẻ tạo điều xấu, làm điều bất thiện, vi phạm luật pháp xã hội, sống một cách vô lương. Ở đây Như Lai Thế Tôn không hề đính chính rằng là có địa ngục hay không. Ngài cứ tạm để cho mọi người đặt những câu hỏi đó, rồi Ngài trả lời đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề là nguyên nhân nào dẫn đến những cảnh huống như vậy, và nguyên nhân nào để thoát ra nó. Trong khi đối với con đường lành đó, thì bản dân đã dùng ba danh từ là thiện thú, thiên giới, đời này. Thiện thú là cõi lành. Cõi lành là một khái niệm chung bao gồm có thiên giới và đời này. Chứ đời này có nghĩa là thế giới mà chúng ta đang sống đó, thế giới của con người. Còn thiên giới là thế giới của con người ở các hành tinh khác, hiểu nôm na như vậy. Thì hai cảnh giới sống như vậy được gọi là thiện thú. Trong khi đó, đó cái cõi dữ đó, là khái niệm đối lập, nó gồm có ba cảnh giới được nêu ra theo quan niệm của Bà La Môn giáo, là loài súc sanh, rồi cảnh đọa đày và địa ngục. Đọa đày có lẽ là họ hiểu chung á, như là thế giới của hồn ma bóng vía, còn địa ngục là ở dưới lòng đất. Trên thực tế đó, thì cảnh giới địa ngục không có thật. Nhà Phật vẫn sử dụng ở trong các bản kinh nhưng nó không có thật, bởi vì giá trị khuyến tấn và giáo dục của nó cao, giữ lại cái hình ảnh của dữ liệu văn hóa tôn giáo khác với đạo Phật đó. Trong trường hợp này hoàn toàn không có phản tác dụng, mà nó có thể làm cho nhiều người sợ mà không dám làm những điều xấu. Vấn đề quan trọng của Đức Phật là làm thế nào xác quyết rất rõ con đường, nếu có chăng giữa địa ngục và thiên đường, giữa cảnh giới khổ đau và hạnh phúc, giữa nhiều như ý và không như ý đó, lệ thuộc vào cảnh giới tâm, lệ thuộc vào hành vi tạo tác, lệ thuộc vào cái chủ nghĩa tự do ý chí của con người với những hành động cụ thể. Như là Thế Tôn đã trả lời rất là vắn tắt là do các nguyên nhân đi trên con đường bất chánh và làm những hành vi phi pháp, cho nên các chúng sanh đã phải đọa vào cõi dữ. Và ngược lại, do đi đúng con đường chân chánh với những hành động đạo đức, cho nên con người đã sanh vào cõi lạc. Nhiều người Bà La Môn có mặt lúc đó nghĩ rằng nhân vật mà mình nghe đồn đãi cao siêu quỳ diệu, tại sao là trả lời vấn đề cục ngủng mà không có hấp dẫn tí nào. Có nhiều người không nghĩ như vậy, và cái nghĩa đó là Ngài nói vắn tắt quá, chắc chắn rằng là chúng tôi sẽ không hiểu chi. Cho nên xin Ngài hoan hỷ phân tích các vấn đề đó cho chúng tôi. Mặc dù được nói như vậy, được yêu cầu như vậy, được hỏi như vậy, Như Lai Thế Tôn vẫn trả lời một cách rất xúc tích. Vì bản chất của con đường thiện ác đó, nó nằm ở vấn đề hành trì chứ không phải vấn đề lý luận. Nói xúc tích ngắn gọn để người ta nhớ và đi theo. Có lẽ những bài kinh này là những bài kinh mang tính cách giới thiệu về con đường đến với đạo Phật ở mức độ đơn giản nhất mà có hiệu quả nhất. Bởi vì những gì mà Ngài sẽ nói mà chúng ta sẽ học đó,
không được tìm thấy ở trong các bản văn của Ấn Độ giáo lúc bấy giờ. Bây giờ chúng ta nghe đi nghe lại nhiều lần chúng ta cảm thấy nó thường. Đó là con đường của mùi điều lành, con đường của mùi điều ác đó. Mình được như là Thế Tôn dùng bằng một khái niệm là nghiệp đạo, con đường của hành vi đạo đức và phi đạo đức. Tại sao lại nói là hành động là một con đường, là đạo, đạo của hành vi? Là bởi vì mỗi một hành động không bao giờ kết thúc giá trị phẳng của nó đối với cuộc sống. Chúng ta thử quan sát một cái ly nước như thế này. Nếu chúng tôi đổ nó trên mặt bàn, tờ giấy bị ướt lem, cái hành động của việc đổ ly nước ở trên bàn đã kết thúc rồi, nhưng cái phản ứng của hành động này vẫn tiếp tục đang được diễn ra. Đó là tờ giấy bị ướt mềm, ướt lem, mực của nó sẽ bị lem luốc và chữ sẽ không được chúng ta nhìn thấy một cách rõ ràng. Các tác dụng của trang giấy với những nội dung được ghi chú trên đó mất đi ở một mức độ nhất định nào đó. Nó có một con đường dẫn khởi, một con đường đi tới, và tác dụng của nó ảnh hưởng trực tiếp lên đời sống sinh hoạt của chúng ta hàng ngày, hàng giờ, ở đời này và kiếp sau nữa. Cho nên mỗi một hành động như vậy đều có con đường của nó. Hành động của lời nói đó, tác dụng một cái đường dẫn khởi của nó có thể làm cho con người bị suy sụp tinh thần, có thể làm cho người phấn chấn vươn lên, có thể làm cho con người hạnh phúc hoặc là con người bị khổ đau. Hành động của tay chân cũng vậy, có thể mang lại những giá trị của sự xây dựng, có thể trở thành sự sụp đổ tàn phá hoàn toàn. Và hành động của tư duy cũng như thế, mặc dù không nhìn thấy vì nó không có hình thức, nó không có hình thái, không có màu sắc, nhưng cái con đường hướng của nó có tác dụng lớn vô cùng. Nó tỏ ra một cái luồng nhân điện phủ trùm và nó liên hệ đối tác, làm ảnh hưởng trực tiếp đến với những người xung quanh. Cái khuynh hướng tư tưởng đó, cái tác dụng của nó không chỉ là một đời này và nhiều thế hệ về sau. Một khuynh hướng, một truyền thống tốt đó có thể tạo ra hạnh phúc cho vô lượng người. Nhưng một khuynh hướng, một nhận thức sai lầm, chính sách không đúng đắn đó có thể di hại đến hàng trăm ngàn kiếp về sau cho biết bao nhiêu là thế hệ. Cái con đường dẫn kể và ảnh hưởng của con đường đó vẫn tiếp tục lây lan, mở rộng biên cương bờ cõi của nó. Phong tục tập quán của mình nó cũng có con đường dẫn kể của nó. Kinh điển nhà Phật đã dùng cái chữ nghiệp đạo rất hay. Ở đây chúng ta thấy cái kinh nghiệm hoàn pháp đã được đặt ra. Đó là đối với những người mới bắt đầu đi tìm kiếm những giá trị tâm linh mới, nghiên cứu hay là dò dẫm về những giá trị của đạo Phật, được người ta quảng cáo, được người ta giới thiệu, được người khuyến tấn, có phải thật sự như vậy không? Cho nên đối với những con người như vậy đó, mình càng phô trương quảng cáo nhiều chừng nào lại phản tác dụng, mà hãy đi vào những mấu chốt của vấn đề và đặt nó trên một nền tảng những giá trị mà họ không thể nào tìm thấy được ở trong tôn giáo của họ. Ở đây Đức Phật đã nêu ra một mấu chốt rất hay. Đó là bản chất của thế giới hạnh phúc khổ đau, hay là cảnh huống tái sanh trong đời sống, lệ thuộc hoàn toàn vào quyết định con đường của nghiệp, con đường của tâm, con đường của hành vi, con đường của lời nói, con đường của văn tự, con đường của chữ nghĩa, con đường của tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc, vân vân. Tất cả những cái đó tạo nên bản chất của cuộc đời này, chứ không phải là thần linh hay thượng đế nào khác. Và xác định rất rõ về điểm khác biệt căn bản này để cho con người có sự lựa chọn. Đến với đạo Phật, bỗng dưng con người của mình trở nên có ý nghĩa hơn, mạnh dạn hơn, tự lập hơn, dấn thân hơn, có ý nghĩa hơn và thành công hơn. Còn đi theo các con đường khác là giao khoán niềm tin, tưởng rằng như là mọi việc đã xong, nhưng trên thực tế là không chịu khó thì phải khó chịu lâu dài. Chịu khó một khoảng thời gian ngắn để giải đi cái áp tắc của khó chịu lâu dài chẳng phải là điều đạt được kết quả rất nhiều hay sao? Cho nên Đức Phật đã đi thẳng về vấn đề, chứ không cần quảng cáo về giá trị, về những gì mà Ngài đã có hay là những gì mà Ngài đã dạy. Khi được yêu cầu phân tích chi tiết thì Như Lai Thế Tôn đã đi vào ba trình tự
đó là cái nghiệp đạo đó xác quyết là cảnh giới của tái sanh, loại hình của sự sống, những loại nghiệp chung và nghiệp duyên, quy định ra chủng loại và sự khác biệt giữa con người với các loài khác, cũng như là giữa cộng đồng con người này với cộng đồng con người khác, và thậm chí giữa các thành viên trong một gia đình cùng một truyền thống quyết tập với nhau. Sau đó Ngài đã nêu ra ba mấu chốt căn bản. Thứ nhất là ba nghiệp xấu của thân, thứ hai là ba nghiệp xấu của lời nói, thứ ba là bốn nghiệp xấu người lời nói, và cuối cùng đó là ba nghiệp xấu của ý, đã tạo ra một thế giới của khổ đau, cảnh giới tái sanh không như ý, sự đọa lạc, giảm sút đạo đức, dẫn đến những bế tắc ở trong cuộc đời này. Và gương là Ngài giới thiệu 10 đường hướng của hành vi hoàn toàn đối lập, mang chất liệu chuyển hóa để dẫn đến một thế giới an lạc hạnh phúc hơn. Sự lựa chọn nằm ở con người. Đối với ba nghiệp xấu của thân thì Như Lai Thế Tôn đã xác quyết với chúng ta rằng là thái độ và hành động sát hại sanh vật đó, đã dẫn khởi đến những khuynh hướng làm cho con người ôm cái lòng tàn nhẫn, nuôi những hành vi tàn nhẫn, lời nói tàn nhẫn, thái độ tàn nhẫn đối với những người khác, đối với các loài khác. Từ đó là có những khuynh hướng chiến tranh đẫm máu, tàn phá, đả thương, phá hoại, hủy diệt, nói chung là sự sống. Và từ đó Đức Phật xác quyết trong kinh rằng là lòng từ bi đối với các loài hữu tình hoàn toàn bị đốt cháy, và không còn bất kỳ một hình ảnh nào hay là một hạt giống nào trong mảnh đất tâm của con. Kế tiếp, hành động xấu của thân có thể là một sự cưỡng đoạt, biến những sở hữu tài sản vật chất của người khác trở thành cái của mình, được Đức Phật dùng bằng cái là lấy của không cho. Bất kỳ những cái gì thuộc về quyền sở hữu của người khác, dầu sở hữu đó có được đăng ký tác quyền hay không được đăng ký tác quyền, thì nó vẫn thuộc vào trong phạm vi của cái gọi là ăn cắp. Hành vi bất thiện thứ ba đó là tà hạnh và ngoại tình, được Đức Phật giải thích như là sự quan hệ giới tính với vợ chồng người khác, và đặc biệt đối với những người nữ thì những người nam có thể là cưỡng hiếp hay là dọa nạt hoặc là dụ dỗ hay là tạo ra một cái tình huống để buộc người khác phải phục vụ tình dục, là biến họ trở thành một nô lệ tình dục như trong các cuộc chiến của quá khứ. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật quan tâm rất nhiều về cái quyền phụ nữ và thân phận bèo dạt mây trôi của họ. Bản kinh Nguyên Tác đã đề cập đến cái giới thứ ba đó, nhấn mạnh đến cái quyền lợi được bảo vệ, được chăm sóc của người nữ, vì họ là những cánh đào hoa chân yếu tay mềm, cần phải được bảo vệ chăm sóc trước cái bạo lực và những hành vi bất chính của thế giới đàn ông. Bởi vì trên thực tế chúng ta đã thấy đâu có người phụ nữ nào đi làm cái việc cưỡng bức người nam như vậy, chỉ có người nam làm việc đó đối với phụ nữ. Dĩ nhiên chúng ta thấy là cái con đường đạo đức của nhà Phật nó không chỉ đơn giản ở chỗ là chấm dứt những hành vi xấu như vừa nêu. Ở đây chúng ta gắn liền sự kiện đó với những lời trả lời quyết định của một số người sống rất đàng hoàng đứng đắn. Khi được ai khuyến tấn đi chùa học hỏi tâm linh của đạo Phật đó, họ trả lời một cách rất dứt khoát: tôi không có nhu cầu. Lý do tại sao? Tôi không có làm việc ác. Tại sao nữa? Đã sống hạnh phúc rồi. Chúng ta thấy là không có làm việc ác đó, thì không có giá trị hạnh phúc gì cho xã hội và cộng đồng. Nó chỉ là một phần là giúp cho mình thoát khỏi nanh vuốt của luật pháp trừng trị thôi. Không giết người thì không bị tù đày, không trộm cắp thì không phải chịu bị trừng phạt, không tà hạnh ngoại tình đó, thì không bị cuộc đời quyên rủa, chứ đâu có lợi ích gì cho xã hội đâu. Đạo lý nhà Phật xác quyết điều đó rõ lắm. Cho nên từ bỏ những điều ác chỉ là một phần ba của con đường tâm linh thôi. Rất nhiều người đạt được cái trình độ đó, nhưng họ đã quá thỏa mãn rằng tôi không có nhu cầu nữa. Có nghĩa là họ vĩnh viễn vẫy tay chào với con đường làm lành để mang hạnh phúc cho người khác. Cho đó là 30% còn lại của con đường tâm linh.
Như Đức Phật nói vẫn chưa đủ, bởi vì có rất nhiều người làm lành đâu phải phát xuất từ trái tim nhân ái, từ tấm lòng từ bi, từ sự thương người mến giọt đâu, mà làm vì những động cơ danh lợi, bị bắt buộc, vâng vâng. Cho nên phải thanh tịnh cõi lòng, thanh tịnh mạnh đắc tâm, với những động cơ đúng, với những lý tưởng hay, với những nguyện ước cao siêu mà hiện thực, để mang lại giá trị phục vụ cho cuộc đời. Đó là 40% còn lại của con đường tâm linh. Cho nên ai đã dứt được các điều ác mà nghĩ rằng là không có nhu cầu đi chùa là đã đánh mất đi 70% giá trị hạnh phúc còn lại. Vậy đó, ai cũng phải đi chùa, ai cũng cần phải con đường tâm linh. Không chỉ người tại gia mà người xuất gia cũng vậy. Ngày nào cũng quy ngưỡng Tam Bảo 4 lần thông qua 4 lời kinh. Ngày nào cũng đọc những bài kinh chuyển hóa, những bài kinh dạy về đạo đức, những bài kinh dạy về lòng từ bi, giống như là những người Phật tử vậy. Lặp đi lặp lại những hạt giống đạo đức đó sẽ làm cho mảnh đất tâm mình chứa đầy những khuynh hướng, tạo ra phong cách, tạo ra cá tính, tạo ra khuynh hướng, tạo ra sở trường, tạo ra thói quen. Đừng tưởng những cái bình thường là không có giá trị, không đúng. Những cái bình thường nhất là những cái căn bản nhất. Bài kinh Thập Thiện là bài kinh nền tảng vô cùng. Do đó Đức Phật đã giới thiệu, bên cạnh việc chấm dứt 3 nghiệp xấu của thân, một con người muốn có được một cảnh giới an lành và hạnh phúc cần phải phát huy 3 yếu tố đối lập. Thứ nhất là chẳng những không giết người bằng thái độ, bằng số dục, bằng a tòng, bằng chính sách, bằng chủ trương, mà cần phải có lòng từ bi bảo hộ mạng sống, như là giảm bớt đi những cái hình phạt tử hình, thay thế chiến tranh bằng hòa đàm và tương nhượng, sự giết chóc các loài gia súc để phục vụ cho chén cơm manh áo, hay như một cái nghề, hoặc là như là một cái phần hưởng thụ các gia vị đó, thì trở thành ở chỗ là có thể gián tiếp thôi, không trực tiếp, và tốt hơn nữa là từ bỏ nó luôn. Bên cạnh đó cần phải tôn trọng và bảo vệ môi trường, nói chung là thế giới thảo mộc, cỏ cây hoa lá trời mây non nước, bởi vì cái đó nó góp phần tạo ra bầu khí quyển trong lành và sự cân bằng sinh thái liên hệ đến đời sống của các chủng loại nói chung. Điểm thứ hai là ngoài việc không tước đoạt quyền sở hữu của người khác, Như Lai Thế Tôn còn dạy chúng ta, và ở đây là những vị Bà La Môn, là phải có thái độ và tấm lòng chia sẻ theo khả năng và điều kiện cho phép của mình, đời sống vật chất, những cái mình có mà người khác đang có nhu cầu mà thiếu thốn, chia sẻ bằng một thái độ của lòng từ bi, chia sẻ như thấy rằng là nó là nỗi đau chung của toàn nhân loại và cuộc đời. Khi mình có được một cơ hội giúp cho người khác bằng cả tấm lòng, và nhìn thấy hạnh phúc của họ chính là hạnh phúc của mình. Điều thứ ba, ngoài việc từ bỏ đời sống ngoại tình, tôn trọng một vợ một chồng, thì tất cả những người muốn sống có hạnh phúc là phải bảo vệ tiết hạnh và truyền bá cách thức, hướng dẫn làm sao cho người khác giữ được hạnh phúc gia đình của họ. Đây là con đường phát triển yếu tố đối lập thì mới trọn vẹn được giá trị và có thể tạo ra con đường tâm linh có ý nghĩa hơn. Đối với 4 nghiệp xấu của lời nói đó, kinh điển Phật giáo cần phải được hiểu theo một góc độ rộng hơn một chút xíu. Đó là trong thời đại của Ngài, chữ nghĩa văn tự chưa có, văn tự thì có, chữ nghĩa thì không. Nó được truyền miệng mà thôi, cho nên chúng ta phải hiểu cái nghiệp xấu của miệng ở đây đó, nó bao gồm luôn các loại hình văn chương như là một sự biểu đạt về ngôn ngữ, giao tế, truyền thông của mình. Đức Phật khuyên chúng ta là phải từ bỏ cố ý giọng ngữ. Ở trong bản kinh Ngài nói là tuyên bố đảo ngược sự kiện. Chẳng hạn như có nó không, không nó có, thấy nó không, không, không nó thấy, nghe thì nói không nghe, không nghe nó nghe. Tuyên bố sự kiện có thực là một cái gì đó khó lắm, bởi vì nói thực ra thì bán khách, bán hàng không được,
Nếu như mình nói giá trị thực của một sản phẩm thì làm sao có thể bán sản phẩm đó cho thiên hạ được? Người ta phải nâng giá trị ảo đó lên. Cái đây về hôm có một Phật tử đến chùa hỏi thầy ơi, tôi làm trong nghề quảng cáo mà tôi biết rằng là cái sản phẩm quảng cáo mà tôi làm đó giá trị nó chỉ có 10 thôi, nhưng mà để ký hợp đồng đó, tôi phải chấp nhận cái yêu cầu là phải nói nó đến 100. Như vậy có vi phạm tội lỗi hay không, và nên tiếp tục con đường bán những sản phẩm đó hay không? Quả thực là một câu hỏi rất khó, bởi vì nó liên hệ đến đời sống, liên hệ đến những cơm manh áo mà. Nó là cái mối đau đầu của rất nhiều người về sự lựa chọn được và mất, giá trị về phi giá trị, hiện tại và tương lai. Chúng tôi chỉ nêu ra những giá trị được và mất thôi, còn sự lựa chọn là thuộc về người hỏi chứ không phải thuộc về người trả lời. Dĩ nhiên một sản phẩm về thuốc hay là một sản phẩm mặt hàng nào đó có nhiều độc tố hoặc là làm sai quy trình để có được những món lời lớn hơn đó, mà phải được quảng cáo như là những sản phẩm có chất lượng cao đó, thì chúng ta thấy là cái tác hại của nó về phương diện người tiêu dùng đó, rất lớn, tiền mất tật mang. Thì những người dấn thân vào làm những nghiệp như vậy đó chắc chắn phải chịu trực tiếp cái cộng nghiệp với nhà sản xuất thiếu chất lượng đó. Ở đây bởi vì người dấn thân làm việc này hiểu rất rõ những giới hạn của sản phẩm, nhưng lại bơm phồng giá trị của sản phẩm lên cao quá, nên tuyên bố sự thật không phải đơn giản. Một là bỏ nghề, hai giữ nghề. Bỏ nghề chưa chắc tìm được nghề khác, giữ nghề thì có chén cơm manh áo, nhưng có thể tạo ra những hệ quả trách nhiệm đạo đức về sau. Cho nên chủ nghĩa toàn cầu hóa về kinh tế nhiều chừng nào đó thì sự thách đố của đời sống đạo đức đối với người Phật tử lớn chừng đó. Đức Phật đã nói đến cái nguyên nhân của những lời cố ý giọng ngữ, nó có thể phát xuất từ bản thân như một thói quen. Có nhiều người cứ tạo ra thói quen nó nói không đúng sự thật, cứ nghĩ rằng là những việc làm, những lời nói như vậy không có hại ai thì không sao. Dần dà rồi để trở thành thói quen, cho nên từ cái việc làm nhỏ trở thành một việc làm lớn, đến lúc nhận thức ra được rằng thì chuyện đã quá lỡ làng, hối lỗi thì cũng đã không còn kịp nữa. Nó lại có những nguyên nhân tha nhân, bởi vì nếu nó là sự thật là mình sẽ bị hại, mình sẽ bị chu dập, mình sẽ bị mất công ăn việc làm, cho nên nó phải nói láo thôi để cho người kia được vui. Là do hoàn cảnh xã hội, có nhiều người đi theo chủ nghĩa học thuyết, đi theo các tôn giáo mà biết rằng nó có những giới hạn, vì nhưng tất cả cái đó nó có thể mang lại cho mình một sự nghiệp, mang lại cho mình nhiều giá trị vật chất khác, cho nên phải nói những thứ mà mình không thích, phải nín những thứ mình thích. Nguyên nhân thứ ba đó là sự cố ý về những giá trị trục lợi. Đức Phật đã dùng từ rất là ấn tượng. Có nhiều người vẫn biết rằng cái đó là xấu, cái đó không tốt, nhưng nó có lợi lộc, cho nên cứ chạy theo để mà làm. Còn chuyện hậu quả ra sao thì cứ ra. Họ tự an ủi mình rằng là những kết quả đó sẽ không có. Điều xấu thứ hai đó được Đức Phật nói bằng một ngôn ngữ là dùng ngôn ngữ hai lưỡi. Ai cũng có một lưỡi thôi, một lưỡi mà lắc qua lắc lại là mệt cuộc đời lắm rồi, mà nếu hai lưỡi chắc là thiên hạ trốn hết. Ở đây ngài muốn nói là nghe chuyện đầu này thì đi lặp lại đầu kia, lặp lại với một sự bình luận thiếu thiện chí, để cho hai bên đang hòa hợp trở thành là nghịch với nhau, hai đối tác đang ăn ý trở thành những kẻ đối lập, hai người đang thương yêu trở thành phải xa lìa. Cái thức đó đã tạo ra sự đổ nát, đổ vỡ, tan tóc, mất hòa khí. Ngài còn nói là dùng những lời chia rẽ ly gián, rồi xúi dục ly gián, rồi phá hoại đoàn kết trong mắt. Nó điều thuộc vào kinh nước này, thì chúng ta cũng có thể hiểu những cái loại văn chương chữ nghĩa thi phú nào mang chất liệu đó thì đều rơi vào cái nghiệp chung này. Điều xấu thứ ba của ngôn ngữ đó là nói lời thô ác, tức là nói lời quyền rủa, lời quyền rất độc, lời rủa rất độc, lời chửi bới. Người ta nghe rồi tá quả tâm tinh, mất ăn mất ngủ, lấy lời cái phong độ phải mất đến vài năm sau, tạo ra một cái mặc cảm đè nặng cõi lòng của họ vô cùng.
khiến cho họ đau khổ, tức giận. Và cái quan trọng nhất Đức Phật nói là mất đi khả năng thiền định luôn. Nhưng người tăng tu tập ngon lắm, chỉ một lời nói cay độc thôi, một lời nói ác ý thôi đã làm cho người đó từ bỏ luôn. Sợ quá không dám làm nữa. Thứ tư là nói những lời phù phiếm. Ở đây Đức Phật đưa ra một số tiêu chí của lời phù phiếm là nói phi thề, tức là nói không đúng thời điểm. Lẽ ra phải nói ở một cái hoàn cảnh thuận lợi hơn, để người ta dễ dàng lắng nghe. Ví dụ nói trong lúc người ta đang vui thì lời góp ý sẽ có ý nghĩa. Nói trong lúc người ta đang thoải mái thì những yêu cầu sẽ được đáp ứng. Nói trong lúc người ta đang cảm thấy lâng lâng cõi lòng thì người ta dễ dàng thực hành theo. Nhưng mà lại không thể hiện nó đúng chỗ, đúng thời, cho nên phản tác dụng. Hoặc là nói những lời không có lợi ích, tức là ngồi tán gẫu với nhau, bàn chuyện thiên hạ, chuyện đời xưa, chuyện chính trị, chuyện làng xóm, chuyện người này, chuyện kẻ nọ, hết chuyện đề này đến chuyện của người khác, mặc dù không nói hại ai, không nói xấu ai, thì tất cả cái đó đều được như lời tôi đâu nói là những lời phù phiếm. Hoặc là nói những lời phi pháp, nói những lời phi luật, hoặc là nói những lời mà không để cho người ta trân trọng, đáng gìn giữ lại ở trong cõi lòng, ở trong cái màng nhĩ của họ. Ta nghe mà ta cảm thấy phát mệt. Những lời nói như vậy là phải từ bỏ hết. Nói chung là theo tinh thần Phật dạy thì chúng ta phải nói những gì đáng nói thôi, nói ít mà chất lượng nó nhiều, giá trị cao. Bên cạnh đó, như Lê Thế Tôn đã dạy là phải phát triển thái độ và thói quen là tuyên bố đúng sự kiện và sự kiện đó mang lại lợi lạc. Thứ hai đó là tuyên bố và tuyên ngôn những gì nó mang tới cách là xây dựng hòa hợp, hòa giải. Thứ ba là nói một cách nhu hòa, dễ thương, có sự thông cảm, và nó động chạm đến tâm và cái tình của con người, nói bằng những lời tao nhã, đẹp lòng người khác và vui lòng người khác, để làm cho người khác được hạnh phúc. Vậy là dùng những hàng loạt những động từ, những thái độ, những cách thức và trạng ngữ để biểu đạt thái độ nói của người Phật tử phải như thế nào để xây dựng một thế giới hạnh phúc cho mối quan hệ giữa con người với con người. Và cuối cùng là phải nói đúng thời điểm, nói như lời có ý nghĩa, nói đúng chánh pháp, nói đúng đạo đức, nói những lời đáng được giữ gìn, nói một cách có mạch lạc, có hệ thống, để người ta dễ dàng ứng dụng thực hành theo. Chúng ta thấy là đạo lý của nhà Phật luôn luôn phân tích những giới hạn của cái xấu và giới thiệu giá trị của cái tốt để con người có sự thay thế. Đã phá một cái gì đó rất dễ, nhìn thấy những giới hạn của một cái gì đó không khó lắm, nhưng tạo ra tiến trình của sự thay thế đó để làm cho con người hướng đến một đời sống cao thượng hơn thì khó vô cùng. Nhưng đòi hỏi đến sự tu tập lớn lắm, sự đầu tư lớn lắm có thể phát hiện ra. Đối với ba nghiệp xấu của ý thì Như Lai Thế Tôn dùng bằng những động từ như là lòng tham lam, tính tham là tham ái, tài vật của kẻ khác, sở hữu quá và tư hữu quá. Yếu tố thứ hai là tâm sân hận, khởi lên những ý tưởng là hại người khác, giết người khác, thủ tiêu người khác bằng những câu tôi mong rằng là cái anh A bà B hay là hữu tình này sẽ bị giết chết, sẽ bị tàn sát, sẽ bị tiêu diệt, sẽ bị hủy hoại, không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa. Lòng sân làm cho chúng ta trở thành một con người có bộ mặt hoàn toàn đối lập với những giờ phút bình thường của chúng ta. Nó là một gương mặt đen của lòng tử tế, nó là một gương mặt xám xịt của cái lòng nhân ái, nó là một cái gì đó làm cho trở nên gai góc của những cái bằng phẳng. Và cuối cùng đó là tà kiến, tức là có những quan điểm, có những chủ trương, có những tư duy cho rằng là trong thế giới này đó không hề có nhân quả thiện ác tốt xấu, để sao không có tinh thần trách nhiệm, cũng không có cái gì đã ảnh hưởng đến mình, vì sau khi chết là kết thúc. Nhiều chủ nghĩa, trong đó có chủ nghĩa duy vật trong thời hiện đại chủ trương như vậy, và nhiều tôn giáo cũng cho rằng như vậy. Chỉ có hai cảnh giới tái sanh, hoặc là thiên đường hoặc là địa ngục thôi, chứ không có những cái kéo theo sau đó, như là một phản ứng của hành vi như chúng tôi vừa phân tích, là cái hành động đổ nước trên tờ giấy đã hết, và tác động của nước đổ trên tờ giấy này vẫn tiếp tục diễn ra.
Nếu đó là một học sinh đang thi mà nước ướt hết tờ giấy như vậy thì học sinh đó sẽ có thể có khả năng bị điểm không, vì thầy cô giáo không hiểu được, không thông cảm được và cho rằng em học sinh này đã không làm đúng nội quy của trường thi, không trả lời bài, vân vân. Bên cạnh đó, như là Thế Tôn đã dạy là con người phải một mặt á, là chuyển hóa lòng tham lam, nhưng mặt khác á, phát huy cái tâm rộng lượng trên nền tảng của tình thương để mở cái cõi tâm ra trong sự chia sẻ và bố thí cúng dường người khác. Bên cạnh việc chuyển hóa cái lòng sân á, thì người hành giả còn phải làm thế nào đó để thiết lập những tình thương không oán, không thù, không nhiễu loạn để giúp cho người khác được an vui, hạnh phúc, vì thấy được giá trị của mạng sống là cao quý. Nhân cách và phẩm chất hạnh phúc của con người là không được xâm phạm. Và cuối cùng đó, càng phải có chánh kiến về nhân quả, chánh kiến về quy luật của vũ trụ này không có nguyên nhân khể thủy, chánh kiến về thiện ác, chánh kiến về giá trị hiếu kính đối với mẹ và cha, chánh kiến về cảnh giới sống, chánh kiến về đời sống đạo đức, và quan trọng nhất là chánh kiến về những giá trị tâm linh mà tôn giáo và những người tu có thể đóng góp cho cộng đồng và xã hội để giúp đỡ họ hoàn thiện, hoàn thành những gì mà họ đang nỗ lực. Sau khi phân tích 10 điều hành vi dẫn đến một thế giới và con đường của cõi ác, như là Thế Tôn đã giới thiệu 10 hành vi dẫn đến thế giới và con đường của an vui, thì Như Lai Thế Tôn đã xác quyết một điều thông qua một câu hỏi của các cử tọa có mặt lúc bấy giờ. Bạch Ngài, nếu như vậy khi chúng con hành trì theo đó, chúng con mong rằng là đời sau sẽ ra làm người, hay là ở trong đời này đó mình trở thành một đại thương gia, trở thành người cầm cân nảy mực, trở thành những nhà chính khách, những nhà bà la môn, các nhà giáo dục, hay là những người được tái sanh ở các hành tinh ngoài hành tinh này thì có được hay không? Như là Thế Tôn trả lời một cách dứt khoát, được. Là bởi vì bản chất nhân quả tự vận hành và tự kéo theo như vậy, không hề có ai can thiệp, không hề có ai làm biến dạng đi, và thậm chí là hệ thống tham nhũng vẫn không làm cho nó bị thay hình đổi dạng. Ước nguyện và kết quả tạo ra một sự tương thích trên quyết định của tâm và hành vi thích ứng với quyết định của tâm đó. Nó là thế giới của con người, thế giới của hành động, chứ không phải là thế giới của thần linh. Sau khi nghe một bài kinh ngắn như vậy, rất nhiều người có mặt lúc bấy giờ thấy rõ là cái con đường tìm kiếm tâm linh mà mình nghe đồn đãi là hoàn toàn có thực. Họ ấn tượng lắm, họ hạnh phúc lắm, và họ muốn đóng góp, cho nên họ đã phát nguyện thật là vi diệu: nếu con có được cơ hội học hỏi về trở thành đệ tử của Ngài. Cái câu ca tụng Ngài đã được lặp đi lặp lại trong bản kinh này cũng nhiều bản kinh khác đó, bằng 4 câu rất là ngắn gọn có ý nghĩa. Đức Phật như là người đã dựng đứng lại những gì đã bị ngã xuống. Ở đây chúng ta thấy sự tán dương về tính cách xây dựng của Như Lai Tôn về cuộc đời, xây dựng về hạnh phúc, xây dựng về giá trị, xây dựng về tâm linh, xây dựng những cái cần thiết. Nếu như tiến trình của sự tu cấp đó bị gián đoạn, cho nên Ngài thường dạy cho chúng ta phương pháp để đạt được những giá trị hơn là tặng cho chúng ta những giá trị đang có. Do vậy đang có đó mình phải tạo lên nó thôi. Cho một cái nghề thì giúp cho người khổ thoát khỏi cái cảnh bằng cùng, còn hơn là cho một chén cơm mà mình ăn. Người có tấm lòng rộng lượng lắm mới dám cho một cái nghề, vì nghề ai cũng muốn giấu bằng những biện hộ gia truyền. Và câu ca tụng thứ tư là Ngài đã đem lại ánh sáng cho những nơi có bóng tối. Thì ở trong bóng tối người ta sẽ lầm đường lạc lối, không biết đường đi, không biết nó nẻo về, và làm đảo lộn hết tất cả mọi trình tự. Cho nên có ánh sáng thì mọi thứ được ngăn nắp, có trật tự, có quy củ, có nề nếp. Và dĩ nhiên là những cái đó làm cho con người được an lạc hết.
đây là trật tự quy củ của các cảnh giới sống, đây là trật tự của đời sống đạo đức, đây là trật tự của nhân quả, đây là trật tự của mọi thứ mà con người tự định đoạt xếp đặt cho chính mình. Cho nên sau đó là họ đã xin ngài trở thành một người đệ tử quy Phật, quy pháp, quy tăng, đến với đạo Phật bằng một con đường tự nhiên như vậy rất hay. Chúng ta không hề thấy trong đạo Phật mà có những yếu tố là buộc người khác phải theo, hay là dụ dỗ cho người ta theo, hay là ép buộc, hay là do nặng cho người ta sợ để ta theo. Mà ở đây nhà chỉ nói tính giá trị đối với sự hành trì. Bất cứ một người nào, bất chấp bối cảnh tôn giáo, văn hóa, giáo dục, màu da, giới tính, tuổi tác v.v., ai có hành trì là có kết quả, ai có hành trì là có chuyển hóa, ai có chuyển hóa là có ăn vui. Cho nên đây là một trong những mô hình thay đổi tôn giáo một cách rất là dễ dàng, nhưng được toàn thế giới chấp nhận. Chúng ta được quyền tạo ra những giá trị tâm linh để cho người khác theo, chứ không nên buộc người ta phải theo trong những tình huống mà người ta không hề có sự lựa chọn nào khác. Nếu chúng ta áp dụng bài kinh này như là cái nguyên tắc đối thoại tôn giáo và là nền tảng để giúp cho mọi người trước khi đi đến một tôn giáo khác đó, thì hãy xem xét cái giá trị thật mình đạt được là cái gì. Đừng nghe đến những lời hứa hảo, đừng nghe và chấp nhận những gì hề hợp bên ngoài. Như là Thế Tôn dạy rất rõ, ngài đi hoằng pháp giảng kinh không hề với một dụng ý là muốn có nhiều tín đồ để trở thành đệ tử của ngài, mà ngài chỉ mong mỏi là những người tiếp xúc với ngài có được hạnh phúc thông qua sự hành trì. Họ vẫn có thể giữ cái truyền thống tôn giáo của họ không sao cả. Cái chuyện nhân danh mình là tín đồ của tôn giáo A, B, C hay là một Phật tử không quan trọng, mà quan trọng là đến với Đức Phật là có hành trì hay không. Cho nên trong đạo Phật có hiện tượng các Phật tử vô danh, họ hành trì như là một người Phật tử, họ đóng góp dấn thân như là một người Phật tử, nhưng họ quy tâm bảo. Cái chuyện đó cũng không sao cả. Rồi nếu muốn chính thức thì có thể phát nguyện, và dĩ nhiên chính thức hóa vẫn hay hơn, vì làm cho chúng ta mạnh dạng, không rụt rè, không ngại ngùng. Chúng tôi có được sự hỗ trợ của một thầy thuốc để tăng cường sức khỏe. Ngày chúng tôi tiếp xúc với ông thầy thuốc này thì ông nói một câu như thế này: tôi không có tôn giáo nào hết, nhưng tôi rất thích đạo Phật. Tôi đã từng đọc rất nhiều tôn giáo khác nhau, học thuyết là trung đạo, hiểu một cách ở đơn giản nhất là trung dung, hài hòa và tránh tất cả mọi cực đoan, dù là cực đoan gì, là cái phương pháp có thể được xem như là giải pháp cho những bế tắc của toàn cầu trong lĩnh vực y học, trong lĩnh vực kinh tế, trong lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa. Nếu sử dụng triết lý trung đạo thì có giá trị ngang nhau. Lời nhận xét đó rất chuẩn xác, rất hay. Nhưng có một điều rất đáng tiếc là thấy được giá trị đó mà không theo nó là một điều rất uổng. Thì mãi mãi chúng ta sẽ là những người đứng ngoài cổng chùa thôi. Chúng ta phải vào chùa. Vào chùa không phải đứng nữa, mà vào chùa ngồi. Ngồi vẫn chưa đủ, hành trì, hành trì vẫn chưa đủ, phải làm sao trở thành hiện thực với những nỗi niềm của an vui và hạnh phúc. Còn thấy nó hay để đem ra nói không, tôi biết rằng đạo Phật là tôn giáo số 1, nhưng tôi vẫn chọn con đường không theo tôn giáo nào cả. Cái đó nó có một cái gì đó uất ẩn bên trong, thấy rõ giá trị của đó mà tôi không muốn theo. Cái uất ẩn đó có thể là một cái bản ngã quá lớn mà mình không muốn làm đệ tử của ai, không muốn làm đệ tử của ông Phật, mà muốn làm ông thầy đó. Cái uất ẩn đó có thể là một cái sự ách tắc về một cái gì đó trong cuộc đời. Có thể là mình đã nhìn thấy cái người A, người B, người C nhân danh đạo Phật thế để kia, nhưng họ không làm đúng những cái đó. Cho nên mình cảm thấy thà mình là một người Phật tử vô danh nó vẫn có ý nghĩa hơn là một người Phật tử chính thức. Hoặc là mình bị mặc cảm rằng là những người Phật tử thì như gắn liền với cái nghèo, cái giản dị, và không dám ăn chơi bị người ta phê bình chỉ trích. Cho nên thà cái lúp lúp ló vậy thoải mái hơn. Dĩ nhiên là những người Phật tử thì chúng ta không sợ những điều đó.
đến với đạo Phật bằng con đường danh chánh ngôn thuận, chúng ta sẽ thấy là mình hạnh phúc khi là một người Phật tử, hạnh phúc khi đi trên con đường Phật giáo, hạnh phúc khi hướng dẫn con em của mình trở thành người như mình. Vì mình thấy rằng giá trị của đời sống đạo Phật nó mang cho mình vô số những niềm an vui và những gì cần thiết ở trong cuộc đời. Vậy là lần sau mình sẽ học bài kinh 43. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Tỳ Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92, Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883095 70, 0908 153 160, email buddhiststudy@yahoo.com, thichnhattu@yahoo.com, website http://buddhiststudy.com, http://tusachphathoc.com.